Chào quý anh chị nha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại ngã ba điểm cuối cùng của Mỏm, huyện Tân Phú Đông ha. Người ta gọi đây là đầu Mỏm nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí này mình rẽ ra đây là có một cái bến đá ha, bãi vật liệu xây dựng nha cô chú anh chị. Thì từ cái tiếng bãi vật liệu xây dựng mình sẽ có cái đường cặp lậu D, cặp sông Cửa Trung. Mình chạy ngược trở xuống thì mình sẽ có một cái thửa đất view sông. Cái thửa đất view sông Khoa chuẩn bị giới thiệu cho cô chú anh chị thì nó nằm trên đường Xương Cá ha. Có nghĩa là trong đê và ngoài đê mình đều có sản phẩm đất hết cô chú anh chị. Mình được tới 3 cuốn sổ hồng. Thì tổng diện tích nó là 1.200 m². Thì bên trong đê mình được 465 m² ha. Còn lại khoảng 700 m² thì nằm ở khu vực ngoài đê nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền ngang của bờ sông thì tầm khoảng 60 m. Mặt tiền đường của mình tầm khoảng 60 m. Còn phía bên trong đất liền, trong đê thì mình được một thửa đất vuông dứt thì với chiều ngang là 27 m tiếp giáp mặt đường ha. Rồi từ vị trí ngã ba này Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi lại cái thửa đất cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thay vì mình sẽ đi bằng hướng này, rồi Khoa sẽ dẫn quý anh chị đi cái hướng này để mà mình đi vô cho nó có mấy cái mẫu nhà nghỉ dưỡng sẵn á, mình nhìn mình tham khảo luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình tham khảo để mà mình lên ý tưởng mình cất nhà vườn. Thì có một số sản phẩm thì đang sử dụng cất bằng cái view nhà gỗ dừa. Hoặc quý anh chị có thể mình lên ý tưởng để mình cất bằng cái view nhà tường cũng được ha. Đất mình thì bên trong đê thì mình có thổ cư, mình có thể cất nhà kiên cố. Còn phía ngoài đê thì mình có được cái mặt tiền sông, quý anh chị có thể cất chòi gỗ để dang dỏng nghỉ ngơi rất là mát mẻ luôn hả cô chú anh chị. Rồi đây chính là bờ sông Cửa Trung nè ha. Mình nhìn đối diện qua bên kia chính là Cù Lao Tam Hiệp, một cái xã của Bến Tre ha, xã đảo của Bến Tre. Còn bên mình ở đây là huyện đảo của huyện Tân Phú Đông. Đây một số mẫu nhà nghỉ dưỡng nằm dọc bờ sông Cửa Trung là cô chú anh chị. 2 căn nhà gỗ ha, bên đây còn thửa đất thì cũng chưa xây dựng. Còn bên đây thì có một căn nhà tường đang xây bằng gạch khá là kiên cố, cũng đã lên ý tưởng sẵn rồi ha, thiết kế theo kiểu nhà hàng này cô chú anh chị. Đã mua một số sản phẩm cây cảnh, một số loại cây cảnh, cây ăn trái vô để làm trên cái view sân mình ha. Thì đang làm thêm phần ngoài kia là sàn này ra để nghỉ dưỡng ha. Rồi mình chạy ra dọc theo tiếp cái đoạn đường này thì mình đi xuống cái thửa đất và giới thiệu cho cô chú anh chị ha. Đường này là đường công cộng đang cập nhật là đường view, đường D, sông Cửa Trung. Đây rất là nhiều sản phẩm thì đã được bán rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà khách thì họ chưa có xây dựng. Thì có một số mẫu họ mua về họ xây dựng liền, và một số mẫu thì chưa có xây dựng ha cô chú anh chị. Đoạn này thì rất là nhiều sản phẩm đã được bán ha. Như ở đây thì cũng trong đê và ngoài đê nè cô chú anh chị, thấy rõ ràng ha. Thì họ cũng đang thiết kế được, lên ý tưởng thiết kế được cái sàn và một số phương ảnh để trồng rau cải. Đây cũng có một số sản phẩm hồi xưa cũng được bán rồi là cô chú anh chị. Có được cái vườn nhãn ha. Thì cô chú anh chị mình về đây mình mua đất nghỉ dưỡng, mình làm nhà vườn, mình trồng cây ăn trái cũng rất là tươi tốt nha cô chú anh chị. Ở khu vực Tân Phú Đông thì về nhu cầu nước sử dụng thì điện nước wifi thì đầy đủ. Mình đăng ký là bên các trung tâm dịch vụ công của nhà nước họ sẽ xử lý cho mình và kéo điện nước đầy đủ cho mình ha. Còn về vấn đề mà nước trên sông Thì theo như cô chú anh chị mình, một số anh chị mình thắc mắc thì nước thì theo cái mùa hả cô chú anh chị, nước chảy trên sông thì theo mùa thì sẽ 6 tháng mặn và 6 tháng ngọt. Mặn thì ở đây thì khu vực này thì nó mặn dạng kiểu mặn lợ thôi nha cô chú anh chị, nó không có mặn nhiều ha. Rồi bên kia thì cũng có sổ thửa đất đã được bán rồi nè. Rồi hiện tại mình còn thửa đất bên đây ha, từ vị trí trụ ranh này đây ngang lại tới trụ ranh ngay chỗ bụi chuối cô chú anh chị là 27 m ha. Chạy sâu vô thì có ranh ở đuôi hết rồi, phía trong này cũng vậy, có ranh ở đuôi nha cô chú anh chị, là 27 m chiều ngang. Khuôn viên là bên trong bờ đê, còn ngoài bờ đê đây nha cô chú anh chị, thì từ vị trí cây trụ đó ha, mình căng ngang ra mày mé xong, mình chạy dài tới hàng lá đó ha, ôm theo chạy lên trên đây. Thì diện tích ngoài sông thì được 2 cuốn sổ hồng ha, bên trong mình đê mình được 1 cuốn nữa là 3 cuốn sổ hồng, thì tổng diện tích là 1.200 m² nha cô chú anh chị. Ở trên đây thì cũng được cắm trụ ranh rõ ràng hết rồi. Mặt sông mình là khoảng 60 m. Đây chính là bờ sông Cửa Trung nha cô chú anh chị, nhánh sông Cửa Trung. Thì với 1.200 m² này thì mình sẽ được 100 thổ cư. Thổ cư thì nó sẽ nằm phần sổ ở bên trong đất liền ha. Còn phần ngoài sông thì mục đích sử dụng hiện tại đang là cây lâu năm. Thì cô chú anh chị mình có thể cất kiểu tạm kiên cố, hoặc là kiên cố, hoặc là mình cất nhà gỗ để cho nó mát cũng được ha. Hoặc mình làm sàn như những cái mẫu mà Khoa dẫn quý anh chị mình đã xem trên lúc mà đầu video mình vô đây mình xem ha. Mình có thể làm sàn thả ra ngoài sông để mình cất một số cái chòi ngoài đó. Còn bên trong đây thì mình có thể gia cố bằng một cái nhà kiên cố, mình làm mình ở luôn ha. Thì ghe tàu đang chạy trên sông rồi cô chú anh chị. Tàu đó là tàu đánh bắt hải sản ha, thủy sản. Bên kia chính là Cù Lao Tam Hiệp của Bến Tre, hay còn gọi là cồng tàu ha cô chú anh chị. Tàu đang chạy trên sông. Cái đoạn đường này thì dẫn thông ra ngoài tới tỉnh lộ 8BB, mình ra ngay chợ luôn ha. Từ vị trí đất mình ra tới chợ của cái ấp Tân Phú thì tầm khoảng chừng 600 m, 500 m thôi cô chú anh chị. Mình ra ngoài đó sẽ có một cái ngã ba để đi ra Bến Phà Bình Ninh. Thì từ vị trí này mình ra tới Bến Phà Bình Ninh là tầm khoảng 800 m. Mình đến Phà Bình Ninh là mình có thể về Mỹ Tho ha. Qua Phà Bình Ninh là tiếp giáp với chợ gạo rồi. Trên đất mình thì bán kính xung quanh cũng sạch, không có mọt mã gì ha cô chú anh chị. Ở đây thì nước phù sa, mình có thể trồng được cây ăn trái rất là nhiều. Đại loại thì bên đây có một cái mảnh vườn thì cũng chuyên canh tác trồng hoa màu ha. Thì đợt Tết này cũng đã thu hoạch rồi, trước đó thì họ trồng bắp. Đây thì cô chú anh chị thấy ha, xoài nè, rồi chuối. Hồi nãy thì mình đoạn đường mình đi thì nhãn, nói chung là trồng được rất là nhiều cây ăn trái luôn cô chú anh chị. Mình có thể mua một số loại cây giống để mình về mình trồng rất là nhanh có trái ha. Còn đa phần cô chú anh chị thấy những cái gốc cây này là những gốc xoài hộp, xoài người ta ăn rồi người ta quăng á, cho nên nó chậm trái đó. Còn xoài nói chung là những số giống cây ăn trái bây giờ thì mình trồng mà chừng vài tháng nó đã có trái rồi. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm sản phẩm này cứ liên hệ bên Khoa ha. Số điện thoại là 0334447430 hoặc là 0766450076. Khoa nhà đất Tiền Giang sẽ dẫn quý anh chị đến xem cái sản phẩm đất này ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.